Chào các bạn, hôm nay mình nhập hàng mới về ha. Hôm nay nhập hàng về khuya quá các bạn. Bây giờ là đã 1-2 giờ khuya rồi đó mà hàng nó mới về tới ha. Thì mình đang đem xe chung chuyển vô hàng mới về. Thì mình về được một cái lô to và một cái lô mini ha. Mini mà đã có trái luôn đó. Thì hôm nay mình chắc hàng lên, ngày mai mình sẽ quay cho các bạn xem cây cụ thể ha. Giữa khuya hàng về tới, phải thức dậy ra chở về. Chín cây to hay gì á? Cầm ở đây, bác cầm ở hai cái dây này, không cần phải dựng đấy đâu, cầm ở hai cái dây này, cầm vào hai tay vào. Tới luôn đi. Cả nhà thức 1-2 giờ sáng để đón cây về luôn các bạn. Đợi được rồi Hả ơi. Mình tính là sáng nó mới về tới, nhưng mà cây về trong đêm, mà nhận trong đêm luôn cho cây nó ổn định ha, nó khỏe. Nhẹ hả? Khô gì đó. Rồi, cây cũng đã về tới nơi các bạn. Trái vẫn còn luôn nè. Đó, mới chắc cái hàng ở tối nè, sáng nay mình quay lại cho các bạn xem. Tại tối khuya quá cho nên mình không có quay kỹ cho các bạn xem cây. Đó, thì mình hôm nay mình về cũng ít các bạn, chủ yếu là cây to và một cái lô mình đã săn được, đó là lô cây mini ha, cây nhỏ nhưng mà đã có trái các bạn, nhỏ nhưng có vỏ nha. Đây có trái nè, lúc mà nhập thì nó trái rất là nhiều nhưng mà về nó rụng bớt các bạn, nó rụng bớt, nó héo nè, rụng héo hết rồi, rụng hết rồi. Đó, thì cái loại mini này thì hiếm hàng các bạn, hôm nay săn được cho nên nhập với số lượng nhiều cho các bạn ha. Cây bé tí như thế này, này là loại chiếc cành giâm cành nha các bạn, cho nên nó mới có trái nha. Còn nếu mà cây giống cỡ này thì các bạn trồng khoảng chừng 3-4 năm mới có trái, còn loại này chiếc cành cho nên nó cỡ gì như vậy thì nó đã có trái nè. Cây này có bộ rễ luôn các bạn, có bộ rễ đẹp luôn nè. Thì chủ yếu về chơi cây mini cho các bạn, để các bạn về các bạn lên cái chậu nhỏ các bạn uống thế kiển này kia đó thì nó ra trái đẹp. À, hoặc là các bạn không có điều kiện, anh em muốn chơi lô sinh viên, giá sinh viên thì các bạn chơi những cái lô này về thảy ra vườn thì nó cũng nhanh lớn lắm các bạn, thảy ra vườn nha, nó nhanh lớn lắm. Có một số cây nó cũng có một cốt hai nhánh nữa nè đó. Thì cái loại này nó nhanh trái, nhanh lớn lắm, trồng khoảng chừng 1-2 tháng là nó sẽ ra trái nhiều ha. Hiện tại thì đã ra bó trái hết trơn rồi đó. Rồi cái lô này hiếm nè, lúc trước mình cũng có nhập về một cái lô như thế này nhưng mà lâu, rất là lâu rồi, cũng cỡ 2 năm rồi nó mới có lại thêm một cái lô này nữa nha các bạn. Đó, thì cây như thế này thì mình vô lưu với các bạn là 250 bao ship nè, 250 bao ship, tại do nó mới về cho nên lá nó hơi sơ sát ha, mình để khoảng chừng 3-4 tuần nữa thì lá nó sẽ mượt lại ha các bạn. Đó, còn kế bên nữa là mình có lựa được một số gốc to ha. Gốc to thì bây giờ nó cũng đang hiếm hàng, cũng đang trái hàng, nó không có hàng mới về, biên thì nó bị kẹt rồi, với lại ở bên kia thì nó không có hàng mới về đẹp. Đó, cây to thì mình lựa từng cây cho nên nó có giới hạn cây. Đó, về được 5 cây 12 vụ lô 4,5 triệu giống vậy ha, các bạn thấy dáng đẹp ha. Đó, thì dáng này mình đã có lựa rồi, lựa được 5 cây ha, dáng nè hết sảy ha. Thì những cây to này thì trái bao trái luôn, bên đây được 2 cây nữa nè. Cái này mình chưa cắt tàn ra, bó tàn lại, bung tàn ra thì nó cũng đẹp lắm. Những cái cây to như thế này thì mình sẽ đem ra vườn mình trồng nha các bạn, đem ra ngoài vườn ngoài trồng. Thì anh em nào có nhu cầu mua cây to thì mình mới bứng lên mình giao ha. Hoành thân của nó, hoành thân của nó là bằng cổ tay mình nha các bạn, hoành thân của nó bằng cổ tay mình. 12 vụ thì cây to được 5 cây. Còn tứ quý cây to thì được 4 cây ha, tứ quý cây to được 4 cây. 4 cây to ha, dáng khá đẹp. Cây này thì nó vận chuyển đi mà nó héo nè bạn, nó héo nè, đang tưới nước nè, đi 3 ngày được ha mà nó bị héo luôn, tại do là cái bầu đất nó khô quá, lúc mà đi không có tưới nó khô. Cây vẫn còn trái bình thường các bạn nè, cây vẫn còn bông nè. Tứ quý thì mình lựa được 4 cây, 1, 2, 3, cây đó tứ quý nha. Đây cây này cũng vẫn còn trái nè bạn, tứ quý thì là lô 4 triệu nha, tứ quý lô 4 triệu, cây to. Bên này có cây tứ quý dáng đẹp, cây tứ quý này mình lựa gỉ cây này nè, dáng đẹp, hoành rất to,
hoành to ha. Cây zin nha các bạn, cây zin. Cây zin thì lúc nào nó cũng sẽ mắc hơn cây ghép nha. Cây zin. Còn mình cũng có một cái lô như thế này, cây ghép. Cây ghép. Cây ghép thì nó rẻ hơn. Còn cây zin lô này 4 triệu. Cây này dáng đẹp, cái tứ quý nha các bạn, tứ quý nha. Còn cái lô sinh viên này thì mình về trước mắt là mình về 200 cây. Ha, về 200 cây rồi sau đó mình dưỡng lại mình bán rồi xong đó mình sẽ nhập thêm nha các bạn. Nè, còn cái lô zin mà lô to lô 7 triệu nè, là nó to hơn cái lô 4 triệu hồi nãy mình nhập về luôn các bạn. To rất là to nha, cái này là bằng cổ chân luôn chứ không còn bằng cổ tay nữa. Và hiện tại đang ra trái các bạn, siêu trái luôn. Trái cực khủng luôn, nó những cây to như thế này thì anh em thích chơi là lý do là nó già cây và trái nó rất là to và trái nó nhiều. Trái nè. Trái xuống tới tận gốc dưới luôn các bạn, kinh khủng khiếp ha. Đó thì anh em nào có điều kiện chơi cây đại thì mình chơi cây như thế này, 7 triệu. Cây này 7 triệu nha, cũng là tứ quý lô zin, lô to 7 triệu. Dài lên dưới đây luôn, đeo nghẹt luôn các bạn. Nó chơi dạng chơi cổ thụ ha. Cây này nó còn to hơn nữa nha các bạn, nó còn to nữa. Nó còn to khủng khiếp lắm. Cây là mình để lên chậu thôi đó, mình chưa có thêm phân đất gì trơn á mà nó ra trái khủng khiếp ha. Về các bạn sang qua một cái chậu to hơn. Cái chậu này nó vẫn còn nhỏ tại vì mình vận chuyển cho nên mình lựa cái chậu gói ghém như thế này thôi. Chậu này tầm khoảng chừng 70 cm 80 cm à. Về các bạn trồng lên cái chậu 1m2 chơi ha và cho đôn cái đế cao lên. Đó chơi. Cây này dáng đẹp lắm. Lô 7 triệu á, lô 7 triệu có khác các bạn. Lô 7 triệu thì mình còn đâu đó tầm khoảng chừng 7 cây. Dáng này cũng đẹp đó nè, mà nó chưa có ra trái nhiều. Lô 7 triệu. Lô đó thì mình nhập về lâu rồi, mình cũng dưỡng lâu rồi. Bởi cây nó khỏe rồi. Đây cũng là lô 7 triệu nè, cũng nằm trong bầu nè. Hiện tại đang ra trái lại nè. Do là mình để ở trong mát á, cây này thì nó nặng quá, mình chưa có đem ra vườn, mình để trong mát nè, trên mái che nè, cho nên trái nó ra ít ha. Nó là thích nắng. Còn cây đó thì mình để ở ngoài nắng xuống trực tiếp cho nên nắng trái nó nhiều nha các bạn. Đó thì bên mình cũng có nhiều mức giá lắm các bạn. Lô bình thường, lô tầm trung thì lô 1.1 triệu ha. Lô 1.1 triệu thì tầm trung, giá tầm trung. Còn lô to thì có giá 3.5 triệu, 2.5 triệu, 4 triệu, 6 triệu và 7 triệu cũng có nè. Đây là cái cây giá tầm trung nè. Đó, cây đó là cây lô 1.1 triệu đó. Thì cây đó đang ra trái thì chiều nay mình sẽ soạn ra để mình lên mã số mình quay cho các bạn xem ha. Đó, cây đó là lô tầm trung, lô 1.1 triệu ha. Hoành thân thì tầm khoảng chừng 10 cm, 9 đến 10 cm, đó là lô 1.1. Đó. Lô tầm trung. Và có lô sinh viên nhỏ hơn đó là lô 500 ha. Lô 500 thì nó mới bó trái, đây, lô 500 nè. Tứ quý chậu đen. Nè, nó mới bó bông bó trái nè ha, là lô 500, đó, lô lá giá sinh viên. Thì cái lô 500 này thì cũng hết hàng, trái hàng luôn. Thì hiện tại ở vườn mình chỉ còn có tầm đâu đó 10 chậu. 10 chậu là lô 500. Giờ muốn nhập cái lô 500 thì nó cũng hết rồi, hết hàng. Đây lô 1.1 triệu nè. Đang trái li ti. Thì mình sẽ soạn ra mình quay cho các bạn xem lên mã. Rồi anh em nào có nhu cầu mua nho thân gỗ nè, cái cây hôm bữa, cây 7 triệu hôm bữa nè, ra trái bây giờ nó rụng hết rồi. Không ra trái khủng khiếp giống như cây kia đi đó. Rồi anh em nào có nhu cầu mua nho thân gỗ á thì sẽ theo dõi kênh của mình vào lúc thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, cuối tuần mình sẽ lên mã số giống vậy, lên mã số giống như vậy để mình giao lưu cho các bạn dễ lựa cây và giao đúng cây cho các bạn ha. Vào lúc 6 giờ chiều hàng tuần thứ bảy và chủ nhật nha các bạn. Rồi mình chào các bạn nha.